Theo thống kê của huyện Mỹ Đức, toàn huyện vẫn còn hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó hơn 800 hộ dân tại xã Hợp Tiến vẫn bị ngập sâu. Người dân tại đây cho biết, dù thời tiết hai ngày qua nắng ráo, nhưng lũ vẫn rút chậm, và so với mức đỉnh những ngày trước thì mới chỉ rút được khoảng 15 cm, đặc biệt một số điểm vẫn ngập sâu hơn 3 m. Hiện nay cũng có khoảng độ 800 hộ đã bị ngập, trong đó cái thôn Phú La này là ngập hoàn toàn, tức là bị cách biệt luôn và cúp điện toàn thôn. Thì chính thức là từ chiều tối hôm 12 là nước vào, và từ bấy đến nay thì người dân lúc này là sống không nước, không có nước sạch, không có điện. Lũ về nhanh, hầu hết diện tích lúa tại thôn Phú La, xã Hợp Tiến đã chìm trong nước. Dù đã nỗ lực thu hoạch, nhưng người dân cũng chỉ gặt được khoảng 30% lúa. Và giờ đây, họ phải vơi thóc trong tình cảnh có 1 không 2 thế này. Gặt thì nói chung là cũng chưa được hết, mà lúa nó cũng chưa được chín. Nói chung là thiệt hại của nông dân rất là nhiều. Cũng có nhà còn chưa gặt được hột nào cơ. Nhưng mình đây còn vớt vát được ít. Năm nay là thiệt hại là nặng nề hơn đấy. Cả làng Phú La, là nói chung là ba làng xung quanh này, lúa là không thu được, mất hết lúa. Nói chung những nhà nào mà chạy được đồ thì lên, là không thì cũng có thiệt hại về tài sản. Không chỉ có lúa, hoa màu cũng đã mất trắng và các loại gia cầm cũng thiệt hại gần hết, dù người dân đã kê chuồng trại cao đến 2 mét. Nhà cửa nó ngập hết, kia kìa đấy, cháu nhìn cửa đấy. Một mình bác chạy luôn, bác ra thì đi phục vụ. Đấy. Phục vụ hết mình bác chạy lên, cứ lên tầng trên lên ngược 3-4-5 ngày luôn. Thế còn lợn gà thì... Lợn thì bác chạy có một con, bác chạy vào xóm, con gà nuôi được nhiều, chết mấy chục con, nó cứ rơi toán một là chết, không thể nào làm được một mình. Bị cô lập bởi nước lũ, cuộc sống của các hộ dân giờ đây chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nguồn lương thực của các đoàn thiện nguyện. Từ hôm bắt đầu ngập là rất được rất nhiều đoàn thể rồi, thì các tổ chức quan tâm, cá nhân quan tâm thì là cũng hỗ trợ từ bữa cơm này, rồi cơm hộp, rồi nước uống, rồi thì thuốc men. Đấy thì là cũng là gần như là cũng là lâu dài thì không nói đến, nhưng mà trước mắt là cũng đã đủ. Nhưng thực tế bây giờ thì vấn đề khó khăn hiện nay bây giờ thứ nhất là vấn đề điện. Nhưng mà chúng tôi cũng xác định được là cái vấn đề điện là vấn đề mà cũng rất cần thiết, nhưng mà đảm bảo tính mạng nên là bên điện cũng chưa thể kết nối được, nên cái này chúng tôi phải hết sức khắc phục. Thế còn chính quyền cũng rất là quan tâm, kể cả tất cả các hộ gia đình khó khăn, rồi độc thân khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt là địa phương phải quan tâm, không để ai để lại phía sau, mà không để ai để những cái vấn đề khó khăn để mà phải ảnh hưởng đến cái vấn đề cuộc sống. Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi cao hơn 50 mm. Với tốc độ tiêu thoát như hiện nay, các khu vực trũng thấp của Hà Nội có thể còn ngập úng từ 7 đến 9 ngày nữa.